Người đàn ông câu được cá chép khổng lồ nặng hơn 114 kg. Hai chiếc chén khổng tử đặc biệt được thiết kế đổ đầy nước thì chén thủng, đổ 8 phần thì nước còn. Trái đất thở khoảnh khắc chưa có lời giải thích. Tìm thấy vật cổ lạ mỗi đêm kêu khóc ai oán. Chồng phát hiện vợ bật nắp quan tài, thức dậy kêu cứu. An Nhiên kính chào quý khán thính giả của TCT. Sau đây là top những khoảnh khắc kỳ diệu và kinh ngạc mà bạn chưa từng biết. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Chồng phát hiện vợ bật nắp quan tài, thức dậy. Tháng 8 năm 2015, Nisei Perez, 16 tuổi, đang mang thai 3 tháng đã đột ngột bất tỉnh sau khi nghe thấy tiếng súng nổ gần nhà ở La Entrada, phía tây Honduras. Sau khi được đưa tới bệnh viện, các y bác sĩ nỗ lực cấp cứu nhưng không thành công. Sau khi bác sĩ tuyên bố Nisei đã tử vong, gia đình đưa thi hài cô gái trẻ về nhà tổ chức tang lễ. Thế nhưng, một ngày sau lễ tang của vợ, Andrudi Gonzalez tới thăm mộ và bất ngờ nghe thấy tiếng la hét từ bên trong. Khi đặt tay lên mộ, Andrudi nghe thấy có tiếng động bên trong và bất ngờ nghe được tiếng kêu cứu của vợ. Do đó, anh đã gọi mọi người tới đập vỡ ngôi mộ bê tông và đưa quan tài của Nisei ra ngoài. Khi mở quan tài ra, mọi người thấy Nisei nằm bất động dù cơ thể vẫn còn ấm và trên đầu ngón tay cô có các vết bầm tím. Tấm kính trên quan tài bị đập vỡ, họ nhanh chóng đưa cô tới bệnh viện. Một lần nữa, bác sĩ khẳng định cô đã chết. Theo các bác sĩ tại bệnh viện, tiếng súng đã gây chấn động mạnh đến tâm lý của Nisei, khiến tim cô ngừng đập tạm thời. Căng thẳng cực độ khiến cơ thể Perez bị tê liệt và các cơ bắp không thể thực hiện được các chức năng cơ bản. Dù vậy, mẹ của Nisei đổ lỗi cho các bác sĩ chẩn đoán và ký giấy chứng tử quá vội vàng khiến con gái bị chôn sống. Chén khổng tử. Chiếc chén đặc biệt này gọi là chén khổng tử, nó mang trong mình một câu chuyện thú vị về sự điều độ và trí huệ. Với thiết kế độc đáo, chén này chỉ cho phép đựng nước ở một mức cụ thể và trở thành biểu tượng của tinh thần tự kiểm soát. Chiếc chén có kích cỡ nhỏ, nằm gọn trong lòng bàn tay, được làm bằng đất nung, men trắng trang trí với hoa văn giản đơn. Ở giữa chiếc chén có một hình tượng người đứng cao hơn một chút so với bề ngoài. Đáy của chiếc chén có một lỗ nhỏ, bằng kích thước một que diêm. Khi đổ nước vào chiếc chén và đến hai phần chén, nước không chảy ra ngoài. Nhưng nếu đổ nhiều hơn một chút thì nước sẽ đổ ngay ra ngoài. Nhiều người tự hỏi, tại sao khi đổ 8 phần nước vào mà nước không tràn ra ngoài, nhưng chỉ cần một chút thêm thì nước lại đổ hết mà không chỉ chảy thêm vào chén. Theo tài liệu lưu lại của gia đình, chiếc chén quý của họ được mua lại từ các thương nhân Trung Quốc sang buôn bán. Đây là một món đồ liên quan đến triết gia nổi tiếng Khổng Tử. Theo truyền thuyết, Khổng Tử một lần đi qua một vùng hoang mạc, đang đói khát, gặp một ông lão dẫn đến một cái ao nước nguội và đưa cho ông một chiếc chén. Khổng Tử múc nước uống, nhưng mỗi lần múc đầy, nước trong chén lại biến mất hoàn toàn. Cuối cùng, Khổng Tử phát hiện ra đáy của chiếc chén có một lỗ nhỏ, và khi nước trong chén đầy quá thì nước sẽ tràn ra ngoài qua lỗ này. Sau khi nhiều lần cố gắng bít lỗ nhưng không thành, Khổng Tử đã hiểu rằng muốn giữ nước trong chén không thể múc đầy. Chính từ sự việc này, Khổng Tử đã đề xuất triết lý trung dung về việc giữ cho tâm trạng luôn ở trong tình trạng cân bằng, sống theo nhân, nghĩa, lễ, trí, tín để trở thành người quân tử. Chiếc chén đã cứu Khổng Tử khỏi cảnh đói khát và trở thành một biểu tượng của ông. Sau này được gọi là chén Khổng Tử và trở thành một truyền thuyết. Trái đất thở, khoảnh khắc chưa có lời giải thích. Vào ngày 21 tháng 10, người đàn ông tên David Nguyen Mallon đang dắt chú chó cưng Jack đi dạo trên một con đường ở ngôi làng Mootrock, tại Stirlingshire, Scotland, thì bắt gặp cảnh tượng kỳ quái. Mặt đất trong khu rừng bỗng nhấp nhô lên xuống liên tục, bồng bềnh tự như có lớp không khí bên dưới đẩy lên đẩy xuống. Ông David nói, chúng tôi đã đi qua khu vực đó hàng trăm lần rồi, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy điều gì tương tự như thế. Sự việc xảy ra khi cơn bão lớn Parpet đang quét qua Vương quốc Anh, để lại những hậu quả nặng nề do mưa lớn và lũ lụt. Người đàn ông đã đăng tải đoạn clip lên mạng xã hội X, nền tảng trước đây gọi là Twitter, với chú thích, sáng nay trái đất đang thở sâu. Video cho thấy chú chó Jack dường như cũng hoang mang với sự lạ lẫm đang xảy ra dưới chân mình.
con vật liên tục nhảy qua chỗ này, chỗ khác để tránh bị nâng lên gây cảm giác chóng mặt. Tiết lộ chấn động, con người đụng độ người ngoài hành tinh dưới lòng đất. Năm 1979, một sự cố bí ẩn đã xảy ra ở Drill, New Mexico liên quan đến một trận chiến giữa lực lượng đặc nhiệm Mỹ và một nhóm người ngoài hành tinh trong lòng đất. Hậu quả của trận chiến là 60 người Mỹ thiệt mạng và số lượng quân địch bị thương nặng. Sự việc này được giấu kín và không ai biết về nó. Kỹ sư vật liệu nổ Philip Shatner, người đã sống ở New Mexico vào thời điểm đó, đã tiết lộ một phần câu chuyện. Ông cho biết, ông làm việc tại căn cứ ngầm này và đã nhận ra hoạt động bí mật của lực lượng đặc biệt Mỹ tại khu vực này. Ông tuyên bố rằng, người ngoài hành tinh mà ông gọi là Gray đang thực hiện những thí nghiệm y học kỳ quái trên con người và mẫu DNA, và họ sống dựa vào việc hút máu người và máu bò. Cuộc chiến đã nổ ra khi Shatner và đồng nghiệp khoan lỗ dưới lòng đất và gặp phải những người ngoài hành tinh Gray. Shatner đã bắn hạ hai người ngoài hành tinh và bị một tia laser tấn công. Một lính đặc nhiệm đã hy sinh để cứu ông. Trận đụng độ lan rộng, làm chết 60 người và cuối cùng những người ngoài hành tinh rút lui. Shatner cũng tiết lộ rằng có hơn 1.400 căn cứ ngầm tương tự trên toàn thế giới. Mỗi cái có giá khoảng 17 tỷ đô và 192 căn cứ trong lãnh thổ Mỹ liên kết với nhau. Mặc dù không có thêm thông tin về các sự kiện sau trận chiến, nhưng cư dân gần Rus cho biết đã có những sự kiện kỳ lạ xảy ra trong khu vực gần căn cứ ngầm này. Liên quan tới sự tồn tại của người ngoài hành tinh, nhiều người nổi tiếng trên thế giới từng lên tiếng chia sẻ. Stephen Hawking đã cảnh báo về nguy cơ tiếp xúc với người ngoài hành tinh có thể gây nguy hiểm cho loài người. Tìm thấy vật cổ lạ mỗi đêm kêu khóc ai oán. Năm 1965 tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, một người nông dân tên Bùi Sơn phát hiện một vật lạ trong bức tường khi xây chuồng lợn. Sau khi lấy ra, ông Bùi vệ sinh và thấy đó là một bức tượng hình con rồng bằng kim loại. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, ông lăn ra ngủ và bất ngờ bị đánh thức vào nửa đêm bởi một âm thanh giống tiếng khóc ai oán phát ra từ bức tượng. Ông Bùi thức dậy và phát hiện rằng âm thanh kỳ lạ đó xuất phát từ chính con rồng kim loại mà ông đã tìm thấy, khiến ông Bùi hoảng sợ. Đáng chú ý, khi sáng ra, âm thanh từ bức tượng đã biến mất. Sau sự việc kỳ lạ này, ông Bùi quyết định đưa bức tượng hình con rồng này đến các chuyên gia thuộc Cục Di tích Văn hóa thành phố Cáp Nhĩ Tân để kiểm tra. Các chuyên gia gọi vật thể này là đồng tọa lông. Đồng tọa lông có hình thể của một con rồng với phần đầu giống sư tử và phần miệng giống chim ưng. Trên thân của đồng tọa lông có các lỗ nhỏ được thiết kế để phát ra tiếng kêu khi có gió thổi qua. Các chuyên gia giải thích rằng tiếng kêu chỉ nghe rõ vào ban đêm vì trời yên tĩnh. Còn vào ban ngày, tiếng ồn từ môi trường làm cho nó không rõ lắm. Người đàn ông câu được cá chép khổng lồ nặng hơn 114kg. Một người đàn ông Anh đã câu một con cá chép khổng lồ nặng tới hơn 114kg. Kỹ sư khí đốt Kelvin Marston, 36 tuổi, đã câu được một con cá chép nặng hơn 114kg vào hôm ngày 6 tháng 10 ở Thái Lan. Anh tự hào tạo dáng bên con cá chép cùng với người bạn thân, bố Ray, và một người dân địa phương ở Cheddy Hart. Được biết, để câu được con cá khổng lồ này, Kevin đã sử dụng một chiếc cần câu dài 2,13m và một mẫu bánh mì. Đoạn clip ghi lại cho thấy con vật khổng lồ được Kevin, Ray, bạn của anh và một người dân địa phương nhấc lên khỏi mặt nước trước khi con cá được thả ra. Kevin Marshall nói, tôi đã bị sốc, tôi không biết đó là một kỷ lục. Thậm chí, tôi còn giành được một chiếc áo phông từ chủ hồ. Bốn người chúng tôi phải cùng nhau nâng nó lên. Tôi đã câu được một con cá khác nặng 102kg vào hôm ngày 2 tháng 10. Được biết, Kevin cùng mọi người bay tới Thái Lan và có chuyến câu cá kéo dài 12 ngày ở đây. Cá chép sim là loài cá chép lớn nhất thế giới và chúng được tìm thấy tự nhiên ở các lưu vực sông ở châu Á. Đến đây cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Và như mọi khi, nếu thấy video này ý nghĩa, quý vị và các bạn hãy để lại bình luận cũng như đăng ký kênh để nhận được video mới nhất nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, An Nhiên xin kính chào và hẹn gặp lại.